Trong tháng 9, du lịch Hà Nội đón được 2,16 triệu lượt khách, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 510,6 nghìn lượt khách, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch nội địa đạt 1,65 triệu lượt khách. Như vậy, từ đầu năm cho đến nay, ngành du lịch thủ đô đã đón được 21,12 triệu lượt khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 4,45 triệu lượt, tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch nội địa đạt 16,66 triệu lượt, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tháng 9 năm 2024, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn đạt 64,3%, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2023. Như vậy, trong 9 tháng qua, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 62,6%, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023. Hà Nội có các hệ thống, cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, đã thu hút, phục vụ đông đảo lượng khách du lịch và người dân đến tham quan và mua sắm. Lượng khách tăng cao nên tổng thu từ khách du lịch trong 9 tháng đạt 81.932 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2023.